Xin chào quý vị và các bạn đang theo dõi kênh Việt New TV của chúng tôi. Bản tin thời sự của chúng tôi hôm nay xin gửi đến quý vị bản tin cực nóng sau. Cuộc đào tẩu bất thành của sĩ quan tình báo Hoa Nam làm việc cho tình báo quân đội tổng cục 2 của Việt Nam. Kính thưa quý vị và các bạn thân mến, cuộc đào tẩu của viên sĩ quan tình báo Hoa Nam Đường Báo Quang vốn đã cộng tác và làm việc cho tình báo quân đội tổng cục 2 của Việt Nam thời gian qua đã cung cấp cho phía Việt Nam nhiều thông tin mật có giá trị giúp Việt Nam ngăn chặn và triệt phá thành công những phi vụ ám sát nhắm vào các quan chức cấp cao của Việt Nam. Có tư tưởng chống Tập Cận Bình và Thiên Triều Đại Hán, bốc dở chân lết hoạt động của các điệp viên nằm vùng ở Việt Nam. Và nhờ vào các thông tin hữu ích trên, Việt Nam đã đề ra các đối sách hiệu quả về kế hoạch đánh chiếm trường Sa của Trung Quốc trong đó có cả âm mưu của tình báo hoa nam dùng người nhiễm bệnh xâm nhập vào việt nam để cho lây lan mầm bệnh trên diện rộng sau đó trung quốc sẽ tỏ vẻ hào phóng sẵn sàng giúp việt nam khắc phục hậu quả nhằm trói buộc việt nam trong vòng kim cô của trung quốc lực lượng an ninh việt nam cũng đã cho bắt giữ các nhân vật liên quan đã vì quyền lợi mà cam tâm làm việc cho tình báo hoa nam ngoài ra các cơ quan chức năng của việt nam còn triệt phá tịch thu hàng tấn tiền giả nhằm làm suy yếu nền kinh tế của Việt Nam của Trung Quốc thông qua cơ quan tình báo trung ương này. Không những viên sĩ quan trên tìm cách tháo chạy nhưng không thành công mà còn có cuộc đào tẩu đặc kịch tính của nhân viên tình báo phản gián tổng cục 2 đang hoạt động tại Trung Quốc khi có các dấu hiệu bị bại lộ và nhờ sự giúp đỡ của một giả nhân trong lúc tháo chạy trong rừng anh ta mới thoát được cái chết kiểu ngàn cân treo sợi tóc trước sự truy đuổi của quân đội Trung Quốc tại tỉnh Quảng Đông. Chi tiết của những sự kiện này ra sao? Mời quý vị và các bạn cùng tìm hiểu với chúng tôi trong bản tin thời sự cực kỳ nóng ngày hôm nay. Kính thưa quý vị và các bạn, theo các nguồn tin tình báo chúng tôi thu thập được sau gần 2 năm phục vụ cho tình báo quân đội Việt Nam, cuối cùng Trung tá Đừng Báo Quang cũng đã để lộ những sơ hở dẫn đến phát hiện và nghi ngờ của Hoa Nam tình báo cục. Đối mặt với sự nghiệp có thể sụp đổ và tính mạng bị đe dọa, bất cứ lúc nào anh ta đã lên kế hoạch khẩn cấp để đào tẩu. Trong đó cả trang thành dân du lịch đến nước Lào lãng giềng. Trước khi thực hiện cuộc tẩu thoát, đường báo Quang đã dùng USB sao lưu các tài liệu còn lại trong các sắc văn phòng, cất một số tài liệu tại một địa điểm cất giữ an toàn và sau đó chuyển đến cho nhân viên tình báo quân ở việt nam theo thỏa thuận và quy định giữa hai bên sau đó anh ta tìm cách rút hết tiền từ ngân hàng và gửi một tin nhắn cho người tình trương lệ hoa lúc này đang có mặt ở viên chăn thông báo rằng mình sẽ đến lào vào tuần tới khi tới quảng đông đường bảo quang đã tìm cách gặp người đại diện của phía việt nam phụ trách ở các tỉnh biên giới của Trung Quốc. Đòi người này nhiều tiền hơn, sau đó trình bày hoàn cảnh của cuộc đào tẩu và anh ta cho rằng không thể đi vào hướng Tây Bắc của Việt Nam vì nơi đây quân đội và biên phòng Trung Quốc cho canh phòng cẩn mật và rất nguy hiểm. Lúc này, cơ quan tình báo Hoa Nam cũng được lệnh báo động về sự mất tích của viên sĩ quan này. Đại tá Trương Siêu, phó cục trưởng cục 5 tình báo Hoa Nam được điều động để truy tìm kẻ nội gián này. Theo các nguồn tin của cơ quan an ninh và tình báo Hoa Nam, họ cho rằng đã phát hiện và thấy đường báo quan đi về hướng tỉnh Bu Keo của Lào trên một chiếc taxi. Trương Siêu đã đưa ra kết luận chắc chắn rằng đường báo quan đã đào tẩu và chắc hẳn đã mang theo các mật mã của tình báo Hoa Nam. Đây là danh sách tên vỏ bọc và tên thật của các điệp viên Trung Quốc đang hoạt động ở Việt Nam, Lào và Campuchia. Phía Trung Quốc ra lệnh điều tra khẩn cấp để xác định chính xác tài liệu tối mật mà anh ta đã mang theo. Nhân viên kỹ thuật của tình báo Hoa Nam đã phá các sắt bị khóa trong văn phòng của đường báo quan. Họ phát hiện ra rằng anh ta đã bí mật thu thập được một lượng lớn tài liệu và một số thông tin nhạy cảm nhất của cơ quan tình báo Hoa Nam Trung Quốc cũng như bí mật quốc gia. Các thông tin gồm quá trình hợp tác bí mật. Với các bộ, ngành của chính phủ Lào và Campuchia, cả quân sự và dân sự, các tài liệu này cũng chỉ rõ mạng lưới các cộng tác viên bí mật hoạt động ở ba nước Đông Dương. Tại hơn nữa, quan còn có quyền truy cập dữ liệu về việc theo đuổi năng lượng hạt nhân của Trung Quốc, cũng như thông tin bí mật về quân đội và lính đánh thuê Trung Quốc hiện diện ở Campuchia và các căn cứ mật giáp Việt Nam. Việc anh ta trao những bí mật này cho phía Việt Nam được cho là hành vi phản bội đặc biệt nhất từ trước tới nay từng xảy ra với tình báo Hoa Nam. Một quan chức tình báo Hoa Nam dấu tên cho biết, việc tiết lộ thông tin trên cho đối phương có thể làm tê liệt hoạt động của chúng ta và sẽ dẫn đến việc các cộng tác viên bí mật bị bắt giữ. Việc chuyển giao thông tin mật cho kẻ thù sẽ cản trở nghiêm trọng các cơ quan an ninh trong cuộc chiến phản gián và các hoạt động thù địch khác. Theo các thông tin chúng tôi có được, tình báo Hoa Nam đã gửi điện khẩn tới các trưởng chi nhánh ở các nước, thông báo về trường hợp của quan, hướng dẫn họ cảnh báo các điệp viên cẩn trọng trong hành vi cá nhân ở mọi nơi, trấn an họ và không bình luận về vấn đề này để tránh gò rỉ. Và để ngăn chặn và bắt giữ viên sĩ quan tình báo đào tẩu ra nước ngoài, Trung Quốc đã huy động một lực lượng hùng hậu ngăn chặn, kiểm tra tất cả các ngã đường hướng tới những cửa khẩu biên giới của Lào và vào lúc 6 giờ tối ngày hôm qua, Đường Báo Quang được cho là đã bị bắt giữ khi còn cách biên giới tỉnh Bo Keo trường 25 km. Anh ta bị di lý về Bắc Kinh và lập tức bị đưa ra xét xử. Với tất cả những bằng chứng không thể chối cãi, Đường Báo Quang đã bị tòa án binh tại Bắc Kinh tuyên án tử hình với mối đe dọa được báo trước, nữ điệp viên thuộc biệt đội bông hồng nhung tình báo quân đội tổng cục 2, Trần Lệ Hoa đã nhanh chóng chạy về Việt Nam trước khi bị tình báo Hoa Nam Trung Quốc phát hiện. Trong cùng thời điểm, một tình báo viên bị bại lộ khác tại thành đô cũng đã tìm cách đào tẩu về Việt Nam theo hướng biên giới Vân Nam. Với cuộc chạy trốn trong gần hơn một ngày đêm và nhờ gặp được giả nhân mới giúp cho anh ta thoát được sự truy đuổi của binh lính trung quốc diễn biến của sự kiện đặc kịch tính này ra sao chúng tôi sẽ tiếp tục cung cấp cho quý vị trong các bản tin kế tiếp trong phần kế tiếp của chương trình thời sự mời quý vị theo dõi thông tin đài loan tập trận chọc thủng phong tỏa của trung quốc nối mạng tình báo ngũ nhãn cuộc tập trận thường niên của đài loan năm nay có tính đến các cuộc tập trận gần đây của trung quốc và tập trung vào phá vỡ phong tỏa Bộ Quốc phòng Hoàng đảo này cho biết, hôm 26 tháng 4, trong lúc một quan chức an ninh cấp cao cho hay, Đài Loan hiện đã kết nối với liên minh tình báo ngũ nhãn. Trung Quốc đã tập trận về tấn công chính xác và phong tỏa xung quanh Hoàng đảo trong tháng này. Các cuộc tập trận đó được tiến hành sau khi tổng thống Đài Loan Thái Anh Văn gặp chủ tịch Hạ viện Mỹ Kelsey McCarthy ở Los Angeles. Bộ Quốc phòng Đài Loan cho biết, cuộc tập trận hán quang sẽ được chia thành hai phần diễn tập trên sa bàn từ ngày 15 đến ngày 19 tháng 5 và huy động lực lượng tập trận bắn đạn thật từ ngày 24 đến ngày 8 tháng 7. Trọng tâm sẽ là bảo tồn lực lượng chiến đấu và đánh chặn trên biển. Tuyên bố của bộ này cho biết, chương trình sẽ bao gồm sử dụng các sân bay dân sự và phân tán các cơ sở không quân cũng như ngụy trang lực lượng trên mặt đất. Bộ này nói thêm, yếu tố hải quân trong cuộc tập trận sẽ tích hợp hải, lục, không quân để tấn công đối phương và tàu tấn công đổ bộ và để bảo vệ các tuyến hàng hải và đẩy lui nỗ lực phong tỏa. Tất nhiên các cuộc tập trận của chúng tôi dựa trên mối đe dọa xâm lược Đài Loan của quân Cộng sản và các cuộc tập trận gần đây của họ xung quanh Đài Loan. Người đứng đầu bộ phận hoạch định tác chiến của Bộ Quốc phòng Đài Loan, tướng Lâm Văn Hoàng, cho biết tại một cuộc họp báo. Trước mức độ đe dọa ngày càng tăng từ Trung Quốc Đài Loan muốn xây dựng quan hệ an ninh chặt chẽ hơn với Mỹ và các đồng minh của Mỹ. Trả lời câu hỏi của các nghị sĩ tại Quốc hội hôm 26 tháng 4, ông Sái Minh Ngạn, Tổng Giám đốc Cục An ninh Quốc gia Đài Loan cho biết họ đã nâng cấp các máy tính để trao đổi thông tin tình báo thời gian thực với liên minh ngũ nhãn bao gồm Mỹ, Canada, Anh, Úc và New Zealand. Chúng tôi có thể kết nối với liên minh ngũ nhãn thông qua một hệ thống bí mật, ông nói, nhưng không đi vào chi tiết. Tuần trước, Hải quân Trung Quốc đã công bố một video được làm công phu nhân dịp kỷ niệm 74 năm của lực lượng này. Trong đó cho thấy tàu sông bay Sơn Đông và các tàu tấn công đổ bộ mới mô phỏng tấn công và đổ bộ đâu đó trong vùng biển tại Thái Bình Dương. Cần có hải quân mạnh để bảo vệ chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của đất nước, bà Chu Phượng Liên, phát ngôn nhân của văn phòng các vấn đề Đài Loan của Trung Quốc cho biết hôm 26 tháng 4 khi được hỏi về thông điệp của đoạn video này chính quyền đảng dân tiến và pha ly khai đòi độc lập ở Đài Loan đang tìm cách thông đồng với các thế lực bên ngoài nhưng không có cơ hội chia rẽ đất nước bà chưa nói ý nhất đến đảng cầm quyền Đài Loan thời lượng còn lại của trình thời sự là bản tin quốc tế Đưa tàu ngầm hạt nhân đến Hàn Quốc có thể khiến Mỹ mất lợi thế khi lãnh đạo Mỹ và Hàn Quốc thông báo thỏa thuận mang tính dấu ấn để đối phó với Triều Tiên, một thông tin trong đó cực kỳ được quan tâm. Kế hoạch của Mỹ về việc đưa một tàu ngầm mang vũ khí hạt nhân đến Hàn Quốc lần đầu tiên kể từ năm 1981 trở thành tiêu điểm chú ý trong tuyên bố của Washington về các biện pháp nhằm buộc Triều Tiên phải nghĩ đi nghĩ lại khi định tấn công hạt nhân quốc gia láng giềng phía nam việc điều tàu ngầm hạt nhân được cho là mang ý nghĩa biểu tượng lớn nhưng các chuyên gia hoài nghi về ý nghĩa lực quân sự một số cho rằng việc điều tàu ngầm mang vũ khí hạt nhân đến bán đảo triều tiên không thực sự quan trọng vì những tàu ngầm như vậy đủ khả năng tấn công triều tiên từ khoảng cách hàng ngàn dặm một số ý kiến khác cho rằng việc điều tàu ngầm công khai đến cảng của nước ngoài sẽ làm giảm hiệu quả của phương tiện được thiết kế để tàng hình. Lớp hải quân Mỹ có 14 tàu ngầm tên lửa đạn đạo hạt nhân lớp Ohio, trong đó 8 tàu đậu ở bang Washington và 6 tàu ở Georgia. Trong một diễn biến tiếp theo, Hungary nổi giận, chỉ trích Tổng thống Urena. Ngoại trưởng Hungary Bister Sijato đã tức giận lên tiếng bắt bỏ những phát biểu của Tổng thống Ukraine, người gần đây đã công khai cáo buộc Budapest hành xử không phù hợp với tư cách một quốc gia thành viên NATO. Ông Sijato cho biết trong một bài đăng trên Facebook vào ngày hôm qua 30 tháng 4 rằng thật may là Tổng thống Zelensky không quyết định hành vi của Hungary, đồng thời khẳng định rằng Budapest đã cung cấp đủ sự hỗ trợ cho Kiev người dân Hungary đã phải trả giá rất đắt cho cuộc chiến này. Ngoại trưởng Sijato viết, đồng thời cho biết thêm rằng như đại diện của dân tộc thiểu số Hungary ở Ukraine đã kiên trì tham gia vào các cuộc xung đột đang diễn ra giữa Kiev và Moscow. Nếu câu nói này có nghĩa là tôi trân trọng cảm ơn người Hungary đã cho phép và chăm sóc hơn một triệu người tị nạn tại Ukraine và tôi trân trọng cảm ơn các bạn vì đã liên tục gửi viện trợ thì câu trả lời là các bạn được chào đón và có thể tin tưởng vào chúng tôi trong tương lai. Phát biểu mang đầy tính mỉa mai nói trên của nhà ngoại giao hàng đầu Hungary rõ ràng là để đáp lại những tuyên bố được đưa ra gần đây của Tổng thống Ukraine trong một cuộc trả lời phỏng vấn với các phương tiện truyền thông Bắc Âu hôm 29 tháng 4. Cụ thể, Tổng thống Ukraine đã cáo buộc Budapest đứng về phía Nga trong cuộc xung đột đang diễn ra hiện nay và coi NATO như là một đối thủ tôi cảm nhận rằng dường như sự nhầm lẫn trong giới tinh hoa chính trị Hungary đây là một tình huống rất kỳ lạ liệu một quốc gia thành viên NATO có thể đồng thời ủng hộ Nga và chống lại NATO không Tổng thống Zelensky đã nói như vậy đồng thời nói thêm rằng Budapest đã và đang thể hiện hành vi không phù hợp với tư cách một thành viên của Liên minh NATO do Mỹ dẫn dắt Trong một diễn biến tiếp theo Thái Lan bắt giữ 5 công dân Trung Quốc hoạt động tà giáo. Cảnh sát thành phố Pattaya thuộc tỉnh chonburi Thái Lan đã bắt giữ 5 công dân Trung Quốc với lý do hoạt động tà giáo và buôn bán thần dược tự pha chế. Trong số này, có một phụ nữ tự xưng là mẹ vũ trụ, có khả năng kết nối với các nhân vật thần thánh. Thiếu tướng cảnh sát Wagistiri Lelasiri, chỉ huy phòng cảnh sát nhập cư số 3 thuộc quận bang Lamung, tỉnh chonburi cho biết 5 công dân Trung Quốc đã đến Thái Lan. Với thị thực du lịch và thành lập một giáo phái có tên gọi là Liên đoàn Vương quốc Sư Tử, giáo phái này đã tiến hành tổ chức các hoạt động truyền giáo, kêu gọi các tín đồ bao gồm cả khách du lịch Trung Quốc và người dân Thái, quyên góp tài sản và tiền cho giáo phái. Ông Wagisigi cho biết nhóm này cũng tự pha chế một loại thần dược và quảng cáo là giúp người sử dụng khỏi hết các loại bệnh tật và có thể trường sinh bất lão. Nhân vật tự xưng là mẹ vũ trụ trong nhóm được xác định là Huan Lisansu là người đứng ra quản lý một công ty có tên gọi Heaven of Heaven do năm người mang quốc tịch Trung Quốc thành lập. Tuy nhiên, công ty này không tham gia vào bất kỳ hoạt động nào khác ngoài việc phát triển giáo phái và triển khai gây quỷ tại Thái Lan. Theo ông Wagisigi, cảnh sát nhập cư đã thu hồi thị thực du lịch của đối tượng Huan Li Ansu và một người giật đàn ông Trung Quốc khác có tên là Chan Wen đồng thời đưa họ vào danh sách đen, cấm nhập cảnh vào Thái Lan. Trong một diễn biến liên quan, rạn nứt quan hệ Nga và Ba Lan sau khi tịch thu trường học của đại sứ quán Nga, chính quyền Ba Lan ngày 29 tháng 4 đã tiến hành thu hồi một trường học của đại sứ quán Nga tại Warsaw với lý do tòa nhà thuộc sở hữu của nhà nước Ba Lan. Động thái này có thể khiến quan hệ Nga và Ba Lan trở nên căng thẳng hơn với biện pháp đáp trả từ Nga. Truyền thông Ba Lan đưa tin rằng cảnh sát đã xuất hiện trước Đại sứ quán Nga ở Warsaw vào buổi sáng 29 tháng 4 và chính quyền Ba Lan đã cho các nhân viên của trường đến 19 giờ cùng ngày để rời khỏi trường. Bộ Ngoại giao Ba Lan cho biết, theo quan điểm của Ba Lan đã được tòa án xác nhận, tài sản này thuộc về nhà nước Ba Lan và nga đang nắm giữ nó một cách bất hợp pháp tuy nhiên theo đại sứ nga tại warsaw sergei ndg chính quyền ba lan không có quyền thu giữ tòa nhà vì đây là tòa nhà ngoại giao các nhà ngoại giao nga mô tả động thái của chính quyền ba lan là vi phạm trắng trợn công ước quốc tế về quan hệ ngoại giao và cho biết sẽ có phản ứng gay gắt trong một tuyên bố đại sứ quán nga ở warsaw đã gọi bức tư của ba lan đã vượt ra ngoài khuôn khổ của các mối quan hệ văn minh giữa các quốc gia sẽ không tránh khỏi phản ứng gay gắt và hậu quả đối với chính quyền Ba Lan và lợi ích của Ba Lan ở Nga. Trước đó và đầu tuần qua, Văn phòng Công tố Ba Lan đã ra lệnh đóng băng một lượng lớn tiền trong tài khoản ngân hàng của Đại sứ quán và Phái đoàn Thương mại Nga tại Ba Lan. Quan hệ Nga và Ba Lan đã trở nên căng thẳng kể từ khi cuộc xung đột Nga và Ukraine bùng phát và Ba Lan là một trong những thành viên tích cực của EU và NATO lên án các hành động của Nga. Đỉnh điểm là việc Ba Lan tuyên bố trục xuất 45 nhà ngoại giao Nga với cáo buộc nghi ngờ làm việc cho cơ quan mật vụ Nga. Nga tuyên bố khởi động trả đũa gay gắt vụ Ba Lan tịch thu trường học. Bộ ngoại giao Nga tuyên bố các cơ quan của nước này đã khởi động các bước trả đũa gay gắt vụ Ba Lan tịch thu trường học của đại sứ quán Nga ở Warsaw nơi con em cách nhà ngoại giao nga theo học.